Hi, xin chào tất cả mọi người. Nếu mà mọi người có theo dõi trên Instagram lâu thì mọi người cũng biết là dạo gần đây chị Anh Thư đã về để mà sống chung với mình. Thì hiện tại bà đang ở chung với mình các bạn. Cuộc sống của mình trước và sau khi mà chị Anh Thư về giống như là bị đảo lộn lại vậy đó các bạn. Cho nên là hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem tụi mình đã chung sống như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ rửa mặt với lại cái máy Oreo và cái sữa rửa mặt của mình. Rửa mặt xong da của mình nó đảo các bạn ơi. Hôm nay thì đồ ăn sáng của nhà mình đã hết sạch rồi, cho nên là hồi nãy mình vừa mới moi tủ lạnh thì mình đã thấy được cái thanh sô-cô-la này. Nên là mình nghĩ là mình sẽ ăn nhẹ với lại cái thanh sô-cô-la này và một hồi thì mình sẽ ăn cơm trưa sau. Thiệt ra mấy buổi sáng trước là Tiến Thư toàn bỏ ăn sáng không, mà mình chỉ ăn trưa và ăn tối thôi. Hôm nay do mình dậy sớm cho nên là mình sẽ ăn sáng với lại cái thanh sô-cô-la này của chị Thư mua. Ngon các bạn. Bây giờ thì mình sẽ xuống để mà ăn cơm trưa với lại nhà. Chị hai làm sẵn cho em rồi đây. Thiên Thư là không có ăn rau, mấy cái rau hỗn hợp được, cho nên là hai lấy salad với lại dưa leo cho em thôi. Trưa nay nhà mình sẽ ăn bún các bạn ơi. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Sau khi ăn xong thì mình sẽ đi lên phòng để coi tivi và bấm câu cá. Chị ở nhà của mình á toàn là chơi game cứ với lại coi tivi không luôn các bạn. Các bạn nào giống mình không? A few moments later. Và hiện tại thì mình thấy hơi đói cho nên là mình đã đi xuống bếp để mà tìm một cái gì đó để ăn. Thì mình nghĩ ra là mình sẽ làm sandwich nướng để mà ăn với lại bơ. Dạo này nhà mình ăn cái này rất là ngon luôn, cho nên là bây giờ mình sẽ tự chính tay mình làm thử nha. Đầu tiên thì mình sẽ để cái chảo này lên, sau đó thì để cái miếng sandwich này của mình lên đây. Đó. Mình kiểu mình cái này mình rán cho nó nóng qua với lại cho nó giòn lên thôi là ok rồi. Và mình sẽ lấy bơ để mà trét lên cái miếng sandwich của mình. Mình sẽ trét cái cục bơ của mình để mà cho nó đều hết cái mặt bánh sandwich này. Trời ơi, nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Ta-da, và đây là thành phẩm của mình. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ rất là ngon luôn các bạn. Cứu đói cho mình các bạn ơi. Chiều nay thì chị Nhung có hẹn với Thiên Thư tập thể dục. Không biết bà đang làm gì nha. Trời ơi, giờ này mà còn ngủ. Ê, dậy đi. Vậy tập thể dục nè, tối ngày ăn ngủ rồi chơi không mà nha. Vậy vậy ngủ không à. Trời đất ơi, còn chị Anh Thư ngồi kia kìa. Này dậy đi, tập thể dục, tập thể dục. Trời ơi, sống heo thiền chút đi nè. Đúng là tuổi con heo các em ơi. Nó thay đồ lên xong nó lầm tiếp rồi. Dậy tập thể dục mà. Hồi hôm nay là chị Nhung sẽ bắt Thiên Thư tập cái bài của Chloe Tin 15 phút này các em. Cái bài này là tập rất nặng nha. Tập đi để giảm cái mỡ bụng chỗ này nè. Sáng giờ mình chơi game không, cho nên là bây giờ mình sẽ hoạt động cho các bạn xem nha. Đâu vậy? Các bạn ơi, nay là lần đầu tiên Thiên Thư làm sandwich cho mình ăn. Tại vì Thiên Thư làm clip, anh Thư mới quay vậy thôi. Chứ mình không có làm các bạn. Đúng rồi. Anh Thư sẽ thử cái bánh sandwich của Thiên Thư. Mình đang làm một cái nữa cho chị Nhung đó các bạn. Ơ, xuống làm ngon thiệt á. Nè. Ngon. Rất là giòn. Thêm miếng bơ nó béo béo. Thơm nữa. Rất thơm thơm á. Làm thêm ngưỡng cắn đi em. One hour later. Chị thì vừa mới đánh xong rồi, bây giờ thì tụi mình sẽ chuẩn bị rửa mặt
và skin care mặt. Mùa này các bạn có hay skin care không? Anh Hương mới nặng mụn xong mặt Hương hơi sưng. Bình thường rửa mặt thì tụi mình sẽ sử dụng cái máy rửa mặt của Forel. Anh Thư thì có một cái máy Luna 3, nó size lớn hơn, nhưng mà anh Thư để Cole ở bên studio quận 1 rồi, cho nên hôm nay anh Thư sẽ xài chung với anh Thư nha. Chị em mình xài Forel này cũng được 2 năm rồi xuống không? Đúng rồi. Cái máy Luna Mini 3 này của Thiên Thư thì mình xài thích hơn hẳn, tại vì cái đầu cọ của nó rất là mềm, với lại hồi trước giờ Thiên Thư mua về là chưa bao giờ mình sạc luôn mọi người. Anh Thư sẽ tạo bọt rồi rửa mặt, sau đó sẽ đưa lên mặt. Anh Thư thấy là mấy bạn mà học sinh sinh viên á mà xài cái máy cỡ như nhỏ của Thiên Thư như thế này rất là phù hợp luôn. Tại vì nó vừa túi tiền của mình mà nó cũng rất là tiện nữa. Còn mà cỡ như anh Thư thì anh Thư sẽ mua cái máy lớn để mà chà cho nó nhanh. Không phải chà mà là rửa cho nó nhanh. Các bạn rửa từng ngóc ngách trên mặt. Mày mấy cái hốc mũi này nè, nó có rất là nhiều cái bã nhờn. Và thôi đó, anh miếng máy mình kéo lên vậy để cho nó nâng cái cơ mặt mình lên. Đã, đúng đã luôn á. Rửa má bên này, rửa cái trán, rửa cái cằm, rồi chung quanh cái mép miệng cũng có rất là nhiều những cái mụn. Tay đèn, mặt sạch hẳn luôn. Thế đặc biệt ai mà da dầu hay là nhiều mụn á thì các bạn nên xài cái máy rửa mặt này. Tại vì nếu mà xài thì cải thiện nó rất là nhanh. Các bạn chăm dùng như hai chị em mình á, mỗi ngày là da đẹp liền luôn mọi người. Anh Hư bị mụn như vậy là do từ bữa đến giờ anh Hư không có xài máy rửa mặt cũng phải một tuần rồi mọi người. Hôm nay đứng làm clip chung với Thiên Thư cho nên là mới mượn của Thiên Thư để xài. Bỏ một cái là thấy khác liền luôn. Trời các bạn ơi, da của mình sạch mịn quá trời luôn nè các bạn. Dĩ nhiên rồi, dùng máy mà. Chưa kể là cái bước làm sạch nó quan trọng lắm. Làm sạch là một chuyện nha, mà nó sẽ giúp cho những cái bước tiếp theo của mình nó có hiệu quả hơn nữa. Ví dụ sau khi mà rửa mặt xong, các bạn sức toner này nó sẽ thấm tốt hơn. Máy này chị Anh Thư tặng mình là Luna Mini 3 các bạn. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả để mà các bạn có thể bấm vào để mà mua hàng nhanh hơn nha. Và cái máy này cũng rất là dễ bị giả, cho nên là các bạn nhớ cẩn thận, đừng có mua đại thì da của mình sẽ rất là dễ bị hư luôn á. Đúng là đồ mình tặng có khác. Cảm ơn. Và vệ sinh mặt xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi tắm nha. Sau khi mình tắm rửa xong và mình nằm chơi một chút thì bây giờ khoảng 12:40 rồi. Và tự nhiên cái bụng của mình nó kêu rột rột luôn các bạn. Mình rất là đói cho nên là mình đã mò xuống bếp để mà tìm mì ăn. Thì mình xin ăn mì Sam Giang với lại cái mì sốt BBQ này. Mình thèm với lại đói quá cho nên là mình ăn luôn hai gói luôn. Với lại mình sẽ ăn kèm với lại kim chi và thêm một cái ly trà sữa này nữa. Cái ly trà sữa này mình cũng mua hồi đợt bữa chống dịch đó các bạn. Bữa chống dịch gia đình mình mua rất là nhiều luôn. Mua rau nè, rồi cà phê sữa, trà sữa, và da ua, nước gạo, mì gói và tteokbokki nữa. Rất là đã luôn á các bạn. Nước của mình thì đã sôi xong rồi cho nên là mình sẽ đổ vào để mà cho nó trụng mì nha. Wow, và các bạn ơi, mình đã đun xong mì rồi nè. Thiệt ra là mình có rủ chị ba mình ăn cùng nữa, nhưng mà bà sợ mập cho nên là không có ăn được. Và mình quá đói đi cho nên là mình phải xuống mình ăn một mình các bạn. Đây, mình sẽ đổ cái bột này vô. Và mình sẽ ăn cùng với lại kim chi. Quá ngon các bạn ơi. Mình sẽ lắc cái này lên để mình mở nó ra nha. Không biết là cái này nó có ngon hơn cái loại mà hồi sáng mình uống không nữa. Mình mong là nó ngon hơn, tại vì cái loại sáng uống thì mình không có nghe được cái mùi trà sữa lắm, nhưng mà nó cũng làm đỡ cơn thèm của mình. Cái này mình chỉ cần chọ ống hút vô để mà hút thôi. Trời, thiết kế rất là thông minh nha các bạn. Ê, mình thấy là cái này nó ngon hơn là cái bữa sáng mình uống á. Cái này nó nghe mùi trà sữa, nhưng mà cái trà sữa này thì nó không có trân châu. Còn cái mà mình uống hồi mới, hình như sáng chiều nay á, là nó có trân châu. Nhưng mà mình thấy là mình thích cái này hơn. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nha. Ăn kèm với kim chi rất là ngon luôn các bạn.
đỡ đó ngay lập tức luôn. Ok, mình sẽ ăn thử cái mì này nha. Này là mì cay nha các bạn. Sẽ thử ăn coi nó cay cỡ nào. Và các bạn biết gì không? Bây giờ thì mình sẽ đi vô câu cá và ăn hết mấy cái tô mì còn lại này. Hiện tại cũng đã 1-2 giờ tối rồi nên là mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên like, share và subscribe cho Thiên Thư luôn nha. Giờ là chị Anh Thư ngủ rồi cho nên là mình sẽ thay mặt chị Anh Thư với bye các bạn nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Thiên Thư love you.